Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem màu sắc thực tế của Apollo Silicon A500 như thế nào nhé. Apollo A500 được biết đến như chất keo cuộc sống với công dụng trám trét kết dính hàng đầu tại Việt Nam. Nhưng bên cạnh đó, còn một điểm đặc biệt khiến Apollo A500 luôn là lựa chọn hàng đầu cho các công trình nhà ở, đó là tính đa dạng về màu sắc. Apollo A500 trên thị trường hiện nay có đến 8 màu: đen, trắng, trong suốt, xám, gỗ, xám sinh pha, cát cháy, cà phê. Mặc dù đều có công dụng giống nhau, nhưng mỗi màu keo sẽ có ứng dụng thẩm mỹ khác nhau. Đây là 5 mẫu nhôm đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Mình sẽ đặt các màu keo của Apollo A500 bên cạnh các mẫu nhôm để so sánh. Màu trắng, màu đen, màu cà phê, màu gỗ, màu xám sinh pha. Bạn có thể thấy các màu keo của Apollo A500 vô cùng hòa hợp với các mẫu nhôm này. Do Apollo Silicon A500 được thiết kế đặc biệt để có thể phối hợp cùng các hệ nhôm và kính, tạo nên không gian thẩm mỹ tối ưu nhất cho các công trình xây dựng và nhà ở. Bên cạnh 5 màu này còn có các màu trong suốt, cát cháy và xám. Màu trong suốt được ứng dụng rất tối ưu cho các công trình cửa kính. Màu xám và cát cháy cũng rất là dễ dàng phối hợp với các công trình nội và ngoại thất cao cấp. Và đó là review nhanh các màu sắc thực tế của Apollo Silicon A500. Hãy để lại bình luận nếu bạn có thắc mắc gì về các thông tin trên nhé. Và đừng quên like, share và theo dõi kênh của Apollo Silicon để cập nhật các thông tin mới nhất về Silicon nha. Một lần chạm là một đời gắn kết. Apollo Silicon, chất keo cuộc sống.